Sáng nay, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của ngành. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 13,2% so với năm 2020, xuất siêu đạt 413 triệu đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay, trở thành điểm sáng của nền kinh tế thành phố. Thương mại nội địa duy trì ổn định, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 4% so với năm 2020. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt, như giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp giảm 1,7% so với năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 2,3%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đánh giá cao những nỗ lực của ngành công thương thành phố, đồng thời định hướng chỉ đạo nhiều giải pháp, nhiệm vụ quan trọng về trước mắt cũng như căn cơ lâu dài. Riêng năm 2022, Phó Chủ tịch yêu cầu ngành công thương thành phố tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ chủ yếu, gồm nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh khuyến công xúc tiến thương mại, kiểm soát thị trường, triển khai hiệu quả các chương trình đề án lớn đã được ban hành, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, tăng cường kết nối, hợp tác, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Dịp này, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại được nhận cờ thi đua xuất sắc, 3 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân. Bộ Công Thương tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân.